Kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, NATO, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt đã viện trợ khoảng 120 tỷ USD cho Kiev. Kiev cho biết các lực lượng nga đang tấn công từ năm hướng khác nhau dọc theo chiến tuyến hình lưỡi liềm ở phía đông, với mục đích áp đảo để giành quyền kiểm soát các vị trí của quân đội Ukraine. Nhưng họ chỉ giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần với cái giá là hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Bên cạnh đó, các nước G7 đang thảo luận về việc trừng phạt những công ty Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà họ cho là đang cung cấp cho Nga công nghệ và linh kiện phục vụ mục đích quân sự. Phó Thủ tướng Yuren Vrechak nói các cơ quan của nước này sẽ sớm chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho kịch bản tái kiểm soát bán đảo Crimea. Những hình ảnh thật cảm động trong trận động đất tại biên giới hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Bé gái 7 tuổi lấy tay che chắn cho em trai suốt 36 giờ khi hai đứa trẻ bị kẹt giữa đống đổ nát của căn nhà ở Haram. Tại một diễn biến khác, Triều Tiên phô diễn hàng loạt tên lửa trong lễ duyệt binh ban đêm ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thảo Vì, xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin tin tức tổng hợp trên kênh The Saigon Post. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Vừa rồi là những điểm tình chính có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, NATO, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt đã viện trợ khoảng 120 tỷ USD cho Kyiv. Tại cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ở thủ đô Washington ngày 8 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO đã viện trợ chưa từng có cho Ukraine với khoảng 120 tỷ USD, gồm cả viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù Mỹ đóng vai trò không thể thiếu, thì Canada và các thành viên ở khu vực châu Âu cũng đóng góp hơn một nửa khối viện trợ, gồm xe tăng, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ đã góp khoản viện trợ quân sự trị giá gần 30 tỷ USD, trong khi các thành viên khác của NATO dành 13 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kyiv, với hàng chục USD viện trợ kinh tế, nhân đạo. Ông Blinken nhấn mạnh, việc đưa thế trận theo hướng có lợi cho Ukraine là chìa khóa cho giải pháp ngoại giao cuối cùng cho cuộc xung đột đã kéo dài gần một năm qua giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc họp báo chung, Tổng thư ký John Stoltenberg và Ngoại trưởng Blinken đã hợp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan để thảo luận về nhiều khoản viện trợ khác cho Ukraine trong tương lai. Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga ước tính các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí, đạn dược, Trang thiết bị với trị giá lên tới 97 tỷ USD, Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc trang bị vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Bất chấp cảnh báo này, các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Anh tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi cần. Những nước này mới đây cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng và hệ thống phòng không hiện đại để giúp Kyiv đối phó với đợt tấn công mới của Nga được dự đoán diễn ra trong mùa xuân này. Kyiv cho biết các lực lượng nga đang tấn công từ năm hướng khác nhau dọc theo chiến tuyến hình lưỡi liềm ở phía đông với mục đích áp đảo lực lượng để giành quyền kiểm soát các vị trí của quân đội Ukraine. Theo các quan chức Mỹ, chiến thuật này đã cho phép nga đạt được một số thành tựu trong những tuần gần đây và từ từ siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát, nhưng với cái giá là hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Ông cho biết, một cuộc tấn công toàn diện có thể bắt đầu sau ngày 15 tháng 2 khi Điện Kremlin cố đạt được những thành công nhất định trước mốc một năm xung đột bùng phát ngày 24 tháng 2. Cùng lúc đó, cơ quan tình báo quân đội Ukraine cảnh báo rằng Moscow có kế hoạch huy động thêm nửa triệu binh sĩ để duy trì chiến dịch của mình. Con số này bổ sung cho 300.000 người được huy động vào tháng 10 năm 2022. Ông Vadim Skibitsky, quan chức tình báo Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Nhưng các quan chức phương Tây đặt câu hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dễ dàng huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ hay không. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Điện Kremlin đang gặp khó khăn trong việc huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực Lực lượng. Trong một báo cáo mới đây, cơ quan tình báo quốc phòng Anh nhận định, Nga đã cố gắng khởi động các đợt tấn công lớn kể từ đầu tháng trước với mục đích giành phần còn lại của khu vực Donetsk bao gồm cả Bakhmut, nhưng họ chỉ giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần vì thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động. Nga sẽ không thể tập hợp đủ lực lượng cần thiết để tác động đáng kể đến kết quả của cuộc chiến trong những tuần tới. các nước G7 đang thảo luận về việc trừng phạt những công ty Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà họ cho là đang cung cấp cho Nga công nghệ và linh kiện phục vụ mục đích quân sự. Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết. Mục đích của việc bàn bạc là đưa ra gói biện pháp phối hợp vào ngày 24 tháng 2, mốc tròn một năm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Động thái mới cho thấy nỗ lực của G7 nhằm chặn đứng nguồn cung quân, quân sự cho Nga thông qua nước thứ ba. Theo các nguồn tin, hiện có lo ngại cho rằng nhiều công ty đang giúp Nga lách lệnh trừng phạt. Trung Quốc trước đó đã, đã đáp trả cáo buộc một số công ty quốc doanh của họ có thể hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, tuyên bố rằng Washington phải dừng cung cấp vũ khí nếu muốn cuộc xung đột chấm dứt. Trung Quốc sẽ không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, càng không nên tận dụng khủng hoảng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu cuối tháng 1. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố có quyền duy trì quan hệ thương mại với Nga sau khi xung đột nổ ra. Tháng 3 năm ngoái, đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn tại Nga rằng họ chớ nên lãng phí thời gian và cần lấp vào khoảng trống ở thị trường này. Đồng minh của Ukraine đã trừng phạt các công ty Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga và hiện nay đang tìm cách mở rộng biện pháp. Phương Tây cũng cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Moscow. Cả Iran và Triều Tiên đều phủ nhận cáo buộc. Một số nước G7 tin rằng các công ty Trung Quốc đang bán bộ phận công nghệ như microchip để Nga sử dụng cho phương tiện quân sự phương Tây đang thực hiện nhiều nỗ lực ngoại giao để khắc phục bất kỳ lỗ hổng nào trong các lệnh trừng phạt mà Nga có thể tận dụng khi thiết bị có thể được đưa qua các nước vẫn có quan hệ tốt với Nga như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Phó Thủ tướng Yuren Verechuk nói, các cơ quan của nước này sẽ sớm chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho kịch bản tái kiểm soát bán đảo Crimea. Triển vọng giải phóng Crimea cho thấy cần bắt đầu đào tạo nhân lực cho bán đảo ngay bây giờ, gồm các cơ quan thực thi luật pháp, nhân viên tư pháp, giáo dục và các công chức khác. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ Ukraine Irina Vorechuk nói trong cuộc họp hôm 7 tháng 2. Phó Thủ tướng Ukraine lưu ý rằng quá trình tái kiểm soát Crimea có nhiều yếu tố cần xem xét, nhưng quy mô dân số đáng kể đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga thời gian dài. Bà cho rằng cần tính đến tất cả yếu tố này, cũng như xây dựng khung pháp lý. Lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Krylo Budanov cuối năm ngoái bày tỏ sự tự tin rằng nước này sẽ giành lại bán đảo Crimea bằng biện pháp quân sự kết hợp ngoại giao. Ông Budanov nói rằng quá trình giải phóng Crimea sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân năm 2023 hoặc có thể sớm hơn khi được hỏi về ý kiến cho rằng các nước phương Tây có thể không ủng hộ nỗ lực giành lại Crimea. Budanov nói, không cần quan tâm tới ý kiến của những người không phản ánh quan điểm của người dân Ukraine. Nga sắp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Phương Tây và Ukraine coi động thái này là bất hợp pháp. Kyiv nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo. Khoảng 2,4 triệu người sống ở vùng này. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, bán đảo Crimea nhiều lần bị máy bay không người lái UAV tấn công. Tháng 11 năm 2022, hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol hứng chịu cuộc tấn công UAV quy mô lớn và Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau hành động này. Nga tháng trước cảnh báo Ukraine tấn công Crimea là hành động nguy hiểm, có thể đẩy xung đột lên cao và điều đó không tốt cho an ninh châu Âu cũng như toàn cầu. Những hình ảnh thật cảm động trong trận động đất tại biên giới hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bé gái 7 tuổi lấy tay che chắn cho em trai suốt 36 giờ khi hai đứa trẻ bị kẹt dưới đống đổ nát của căn nhà ở Haram. Xin hãy cứu cháu, cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn. Bé Mariam, 7 tuổi, nói với những người cứu hộ ngày 7 tháng 2 khi được phát hiện dưới đống đổ nát tại ngôi nhà ở Haram, Bắc Syria. Cô bé nhẹ nhàng vuốt tóc em trai khi hai em bé nằm trên chiếc giường đã bị mảnh vỡ đè lên. Mariam có thể cử động được một cánh tay để che chắn cho em trai khỏi bụi từ những mảnh vỡ. Mohammad Safa đại diện của tổ chức phi chính phủ Patriotic Vision tại Liên Hợp Quốc viết trên Twitter ngày 7 tháng 2 rằng, bé gái 7 tuổi để tay trên đầu cậu em nhỏ để bảo vệ bé khi cả hai kẹt dưới đống đổ nát. Safa kêu gọi mọi người chia sẻ hình ảnh nhằm thắp lên hy vọng cho nhiều người trong những vùng bị ảnh hưởng do thảm kịch động đất ngày 6 tháng 2. CNN đưa tin, hai bé được giải cứu sau 36 tiếng mắc kẹt dưới đống đổ nát và được đưa đến bệnh viện. Hình ảnh của bé Mariam được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Một số trẻ em khác cũng sống sót thần kỳ khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát. Tại miền Bắc Syria, một bé gái sơ sinh đã được cứu khỏi đống gạch đá khi dây rốn vẫn nối với người mẹ đã qua đời trong trận động đất. Em bé là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sót sau khi ngôi nhà ở tỉnh Aleppo đổ sập. Dữ liệu mới nhất từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho thấy số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở biên giới hai nước ngày 6 tháng 2 đã tăng lên hơn 9.500 người. Lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để giải cứu những người sống sót giữa thời tiết lạnh giá, trong khi người dân chờ đợi bên những đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người thân, bạn bè và hàng xóm còn sống. Triều Tiên ra mắt tên lửa mới, có thể là ICBM dùng nhiên liệu rắn trong lễ duyệt binh ban đêm ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội tại thủ đô Bình Nhưỡng tối qua. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Massa của Mỹ công bố cho thấy hàng loạt khí tài quân sự di chuyển qua quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng. Trong số các vũ khí được phô diễn có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Son-17 lớn nhất nước này, cùng những bệ phóng được cha là của mẫu ICBM đời mới sử dụng nhiên liệu rắn. Di chuyển sau cặp tên lửa Hoa Son-17 là bốn hệ thống chưa rõ chủng loại, nhưng có kích thước tương đồng và sử dụng thiết kế ống phóng kính. Joseph Demsey nhà phân tích tại viện nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS có trụ sở tại mỹ cho hay phần lớn tên lửa đạn đạo trong biên chế triều tiên hiện nay vẫn dùng nhiên liệu lỏng phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn là một trong những mục tiêu then chốt dài hạn của bình nhưỡng nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột hiện chưa rõ tiến độ phát triển cũng như thời gian thử nghiệm ICBM nhiên liệu rắn của triều tiên do nước này từng sử dụng mô hình trong các cuộc duyệt binh Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hồi giữa tháng 12 năm 2022 cho biết, một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy mạnh đã diễn ra tại bãi phóng vệ tinh Soha dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un, thêm rằng lãnh đạo Triều Tiên kỳ vọng một loại vũ khí chiến lược mới sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại.